Con Sony XE800 giá 2 triệu 6 cho khách ạ. Cho bác khách đấy. Đấy. Này. XE800 này. 2 triệu 6 cho khách ạ. Nhận đĩa luôn. Con này trong này có hai chip Sony. Đĩa quay tít. Nè, bài nhận tốt quá nhé. Nick 72 luôn này. Nick 3-4 bài luôn, 5 bài luôn, nhận luôn. Khi nó nhận bài rất là nhanh luôn ạ. Chưa. Open. Mời bác. Dạ. Đấy, test xong rồi con đầu cho bác chủ.